Mỏng nhẹ, nhỏ gọn và thời trang đang là xu hướng của những chiếc laptop hiện đại. HP cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Một trong những mẫu laptop đáng để nhắc tới nhất trong mức giá chỉ hơn 18 triệu đồng, rất phù hợp cho học sinh, sinh viên hay là giới văn phòng. HP Pavilion 15 sẽ là phiên bản được mình mang tới và giới thiệu cho các bạn ở trong video này. Từ cái nhìn đầu tiên, HP Pavilion 15 đã mang đến cho mình một cảm giác hiện đại và trẻ trung nhưng vô cùng sang trọng. Đó chính là về phần màu. Màu sắc của phiên bản này đó sẽ là màu vàng gold chủ đạo và nắp máy sẽ không họa tiết trang trí cầu kỳ mà chỉ có duy nhất một chiếc logo của HP được thiết kế ngay chính giữa, giúp cho các bạn có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Đây là một trong những mẫu laptop đến từ nước Mỹ và bốn góc sẽ được bo tròn lại một chút khi mà nhìn qua các bạn thấy, uầy, đây là một mẫu laptop trông khá là vuông vắn nhưng khi nhìn vào thực tế thì nó không phải là vuông vắn. Các góc đều được bo tròn vô cùng tinh tế và thanh lịch, khiến cho cái mẫu laptop của bạn trông có được sang trọng hơn. Và toàn bộ máy được làm từ hợp kim nhôn, tổng thể máy chắc chắn hơn rất nhiều khi so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình ở đây sẽ là màn hình tiêu chuẩn với độ phân giải là Full HD 15.6 inch và tấm nền được trang bị là IPS, độ sáng là 250 nits với độ phủ màu đạt 45% giải màu NTSC. Và khi nhắc đến những thông số này, các bạn có thể nhìn nghĩ rằng đây là mẫu màn hình vô cùng bình thường. Thế nhưng cái phần lớp phủ được bên trên đây sẽ không phải lớp phủ chống chói mà sẽ là một lớp phủ gương, thì cái lớp phủ gương này sẽ giúp cho cái màn hình các bạn nhìn được nổi khối hơn, nhìn màu sắc cũng sẽ đẹp hơn khi soi tấm nền chống chói. Tuy nhiên thì có một số điều các bạn cần phải lưu ý, đó chính là các bạn không nên ngồi trong những môi trường ánh sáng quá phức tạp, đèn chiếu thẳng màn hình thì đèn sẽ in bóng. Còn khi mà sử dụng trong môi trường ánh sáng tiêu chuẩn, các bạn làm việc văn phòng, các bạn để laptop ở ngay trước mặt và sử dụng giống như mình ở đây, thì cái mẫu màn hình này mang lại cho mình cảm giác là vô cùng tốt. Ba cạnh viền tương đối mỏng, cạnh trên sẽ làm hơi dày một chút để có thể trang bị được webcam và chất lượng HD để phục vụ tốt cho nhu cầu học tập cũng như là làm việc online và đàm thoại. Cấu hình theo mình đây là một cấu hình dành cho laptop Ultrabook khá là tốt, đó chính là Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, và RAM ở đây sẽ là hai thanh 4GB được lắp sẵn và tổng cộng là 512GB SSD và đồ họa tích hợp là Intel Iris Xe Graphics. Thì về mặt cấu hình đây, các bạn mua về và sử dụng luôn, không nhất thiết các bạn cần phải đi nâng cấp. Còn đối với những bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái phần mềm nặng hơn thì có thể cân nhắc việc nâng cấp RAM. Còn đối với những bạn mà sử dụng văn phòng thôi thì mua cái mẫu laptop này về sử dụng, không cần nâng cấp thêm bất kỳ một cái thành phần nào nữa thì sử dụng đã là tốt nhất rồi. Và ngoài những cái tác vụ văn phòng cơ bản thì dĩ nhiên vẫn có thể đáp ứng được. Còn đối với những tác vụ đồ họa như kiểu Lightroom, Photoshop hoặc là edit video đơn giản thì các bạn vẫn có thể làm được. Đối với edit video thì mình khuyên các bạn nên edit video trên độ phân giải Full HD thôi và ít cái hiệu ứng, chứ không thì cũng là hơi khó, bởi vì dù sao đây cũng là laptop dành cho văn phòng. Bàn phím của laptop HP Pavilion 15 cho mình đã cảm giác gõ phím tương đối thoải mái nhờ cái diện tích thiết kế bề mặt phím, layout rộng hợp lý và phím cực kỳ to, chắc chắn sẽ không hề có hiện tượng bấm nhầm. Và ngoài ra bên tay phải của mình sẽ được trang bị những cụm phím số để dành cho nhu cầu nhập liệu văn bản một cách tốt hơn, thì phím gõ khá êm và độ nảy tốt, hành trình phím cũng tương đối sâu nếu so với mẫu laptop văn phòng. Và nếu như bạn nào mà gõ văn bản trên cái mẫu bàn phím này ngày khoảng chừng 4 đến 5 tiếng thì chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng kiểu là bị gõ mỏi tay. Còn đối với touchpad, theo như mình đánh giá, so với mẫu laptop 15.6 inch, touchpad này có kích thước vừa phải, thì bề mặt được phủ có một lớp phủ thì tương đối là mình cảm nhận nhá, tay mình là một người ra rất nhiều mồ hôi và mình thấy hơi rít, nhưng khi mà tay mình không bị ra mồ hôi thì mình cảm thấy là vô cùng mượt mà. Và cạnh viền xung quanh touchpad cũng có những viền diamond cut để làm cho cái phiên bản này nhìn trông được sáng bóng hơn, trông được đẹp đẽ hơn. Cổng kết nối trên Pavilion 15 cũng khá là đầy đủ, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng nguồn và khe tẻ micro SD. Tổng kết lại, với một cấu hình tốt, một màn hình 15.6 inch, bàn phím và touchpad cho trải nghiệm sử dụng tốt, thì ở trong phân khúc laptop khoảng 18 triệu đồng thì HP Pavilion 15 vẫn sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc cho những bạn đang làm văn phòng, là các bạn học sinh, sinh viên. Thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Các bạn đánh giá sao về em laptop HP Pavilion 15? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.